Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 11 tháng 5 2021. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 11 tháng 5 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ cầu nguyện cho những bệnh nhân, nhất là những người đang bị nhiễm virus corona ở nhiều nước, trong đó đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam của nhân dân mình. Xin Chúa cho những người đã ốm bệnh tật, nhất là những người mắc những bệnh nan y, được Chúa chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc, nhất là được biết dâng những đau khổ của bệnh tật của mình kết hợp với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, chương 16 câu 22 đến câu 34. Công vụ Tông đồ 16 22 đến 34. Bài chính sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Và quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buộc tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng Phaolô lớn tiếng bảo, ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp, hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn, ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ. Ngài đã nghe lời miệng con xin, giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh con phú phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con, việc Chúa làm cho con, ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Alleluia.
Mời anh em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 5 đến câu 11. Gioan 16 5 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 5 2021, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Cho nên khi mình nói lòng thương xót Chúa hay lòng Chúa thương xót, lòng Chúa thương xót và lòng thương xót Chúa, Chúa cũng cần mình thương xót Chúa. Thương xót Chúa nơi những anh em của mình ấy. Những gì mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa. Vậy thì tôi thương xót người khác, tức là tôi thương xót Chúa đấy. Mà vì tôi thương xót Chúa cho nên tôi làm cho anh em của tôi. Vì thương xót Chúa cho nên tôi muốn cho mọi người được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói Chúa rất là vui. Chúa nói Phúc-tê-na, ta rất vui khi mà người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Cho nên chị em mình làm một cái việc mà Chúa vui thì tội gì mà không làm. Thế không ạ? Mình biết mình làm cái gì chứ? Biết mình làm để làm gì chứ? Đâu phải tôi làm cho nó qua ngày đoạn tháng. Có người bảo thôi giờ thì cha không biết làm gì, cha làm cái này. Bảo không, tôi biết tôi làm cái gì chứ. Bảo tôi không biết làm cái gì, tôi làm cái này là sao? Tôi biết lúc nào tôi làm cái gì, lúc nào cần làm cái gì, lúc nào nên làm cái gì. Chúa hướng dẫn từng bước, từng bước. Anh em chúng tôi cứ làm mà Chúa cứ hướng dẫn từng bước, từng bước, từng bước. Sáng nay dọn cái phòng, nhìn lại cái phòng mình ở cũng gần 2 năm rồi. 18 tháng 8, bây giờ là 10 mấy tháng 5 rồi, còn có 3 tháng nữa là vừa tròn 2 năm. Trong gần 2 năm đó mình phải biết mình làm cái gì chứ. Cứ từng bước Chúa đưa anh em chúng tôi biết cách là bây giờ mình làm cái này, làm cái này, làm cái này. Có người bảo còn sang năm thì sao? Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Chúng ta cần kết hiệp với Chúa vì với người chúng ta làm được mọi sự. Với người, với Chúa chúng ta làm được mọi sự. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta làm chứng tá cho người. Khi kết hiệp với Chúa, chúng ta nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Và chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân, cho xã hội, cho giáo hội. Và nhờ chứng tá cuộc sống Kitô hữu thật sự của chúng ta, thì chúng ta có thể làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống thật của mình. Cuộc sống của một con người, đúng nghĩa một con người. Và cuộc sống của một người nhận biết Chúa, có Chúa là một Kitô hữu. Thì khi mình sống thật như vậy, sống đúng như vậy, thì mình đang làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện xin cho có những suy nghĩ, hành động, cái nhìn giống như Chúa để có thể mang lại hoa trái tốt cho thế giới. Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng là Chúa Giêsu bảo thầy là cây nho, còn các con là nhành. Nếu mà không kết hợp với người thì không sống được.
và Chúa cần chúng ta để làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến động từ ở lại. Và trong bài tin mừng mà chúng ta nghe tuần trước, nói đi nói lại tới 7 lần, hãy ở lại, hãy ở lại, hãy ở lại. Có bài hát gì đó, đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Hoặc là người ơi, người ở đừng về. Chúa Giêsu cũng hát như vậy với mỗi người chúng ta là người ơi, người ở đừng về. Ở lại trong lòng thương xót của Chúa, ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Đây không phải là ở lại một cách thụ động, ngủ yên trong Chúa để chính mình bị cuộc đời ru ngủ. Không phải như thế. Không phải ở lại trong cái sự sung sướng, trong cái sự thỏa mãn rồi thì là ru ngủ. Anh em mình cứ vậy mà vui vẻ với nhau, chẳng nào chịu làm gì nữa. Không phải như thế. Chúa Giêsu đề nghị ở lại cách tích cực và hữu tương. Tại sao? Bởi vì những cành nho không có cây nho thì không thể làm gì được. Chúng cần nhựa sống để sinh trưởng và kết trái. Nhưng cây nho cũng cần có cành vì quả không mọc trên thân. Quả nó mọc trên cành. Quả nó mọc trên cành. Cho nên những cái cành đó là sự hỗ tương, là anh em của mình. Đó là sự cần thiết lẫn nhau và ở lại trong nhau để sinh hoa kết trái. Chúng ta cần nhau. Chúng ta ở lại trong nhau và ở lại trong Chúa để cùng sinh hoa kết trái. Tôi không thể làm một mình được. Nếu không có anh em, không có bạn cộng tác, chúng ta không thể làm một mình được. Vậy thì chúng ta cần nhau. Chúng ta cần Chúa và Chúa cần chúng ta. Tất cả mình đều thấy mình là cần thiết và thấy mình cũng cần người khác. Không ai là vô dụng, không ai là một hòn đảo, không ai có thể tự mình sinh hoa trái được. Một mình tôi chả làm gì được. Nói sao một ngày chả làm tới 4 năm bài giảng, bài chia sẻ như vậy sao làm. Mà không, tôi không làm một mình. Tôi làm với anh em của tôi. Và nhất là Chúa Thánh Thần là đấng luôn soi sáng hướng dẫn anh em chúng tôi làm. Có vì khi ngồi nghĩ rồi sáng kiến ra làm này, làm nọ, làm kia, trang trí cái này cái nọ cái kia làm cho người ta cảm thấy vui mắt, cảm thấy vui tai. Từ cái vui mắt, vui tai đó, lòng người ta vui. Mà lòng người ta vui thì ta mới nghe được, ta mới nhớ được, ta mới cảm được, mới nhận được. Rất nhiều yếu tố nó giúp cho con người ta ở lại trong Chúa là như vậy. Đức Thánh Cha giải thích rằng là trước hết chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta rằng trước khi tuân giữ các điều răn của Người, trước các mối phúc thật, trước các hoạt động thương xót, cần kết hiệp với Người, cần ở lại trong Người. Chúng ta không thể là Kitô hữu tốt nếu không ở lại trong Chúa Giêsu. Nhưng với Người chúng ta có thể chịu được mọi sự. Như là Phaolô nói, tôi chịu được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Trước khi làm cái gì cần phải ở lại với Chúa, kín múc lấy sức mạnh của Chúa. Giống như mấy anh em mà trước khi đi lấy công tác bác ái, hay là mấy anh em cứ nói, thực ra khi nào mà đi công tác bác ái cho ông con tham gia với, tôi nói hàng ngày có bao giờ đi lần chuỗi lòng Chúa thương xót chưa? Có bao giờ mở máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa? Chưa nghe, chưa cầu nguyện, chưa kết hợp với Chúa mà cứ thích đi làm công tác bác ái thì cũng giống như là mấy tổ chức bác ái xã hội ở ngoài thế gian thôi. Họ làm có khi bất vì động cơ gì tôi không biết. Nhưng mà anh em mình làm thì phải phát xuất từ một cái điểm chung, đó là vì lòng thương xót Chúa, để thể hiện lòng thương xót Chúa, để loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho người ta thấy, người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua cái việc của mình. Mà làm sao mình có thể giới thiệu làm cho lòng Chúa thương xót nếu mà mình chưa bao giờ biết đến lòng Chúa thương xót? Làm sao nói rằng mình biết đến lòng Chúa thương xót mà chưa bao giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót? Cho nên những người đến cầu nguyện đọc kinh lạy cha kính mừng, tôi chỉ đọc câu vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, mà không biết, không thấy ai thưa xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới, là biết là những người chưa đụng được đến lòng Chúa thương xót, chưa bao giờ lần chuỗi lòng Chúa thương xót rồi, thấy chưa? Đó. Hay là
Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Chẳng thế nào thưa cả. Con tín thác vào Chúa. Thấy những người có đạo làm dấu xong mà cùng tới đó là ngưng. Vì biết rằng họ chưa biết đến lòng Chúa thương xót, chưa cầu nguyện lòng Chúa thương xót, chưa có ở lại trong lòng thương xót Chúa. Thử biết lên thôi. Thử biết lên thôi. Trên hồi đó có mấy anh em bảo cho giúp cho những anh em khác ấy, biết về cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Ở chúng tôi một vụ con sẵn sàng. Mà nó vui lắm thưa anh chị em. Giống như là anh biết về quay phim chẳng hạn. Ai đến hỏi anh chỉ cho người ta, anh thấy vui lắm. Còn những người ích kỷ dấu hề thì tôi không có nói. Còn những người mà thấy ồ sao mà anh quay này hay vậy, sao mà anh chụp hình này hay vậy, ở đây này tôi chỉ anh này. Tuy nhiên thấy nó vui, mà thấy làm lại thử tôi coi, họ làm được mình thấy vui. Đó là hoa trái của mình đó. Đó là hoa trái của mình. Còn có những người mà ích kỷ dấu nghề thôi tôi không nói, là họ thui chột. Chắc chắn là thui chột. Và cái nghề đó cũng thế thui chột thôi. Tại vì họ không muốn chỉ cho ai thì có ai muốn chỉ cho họ đâu. Đúng không? Thôi mình chơi thằng đó không được đâu. Mà nó dấu nghề lắm. Thế ạ? Nó dấu nghề lắm. Còn này chơi được mày nó quảng đại với anh em đó. Chỉ cho nó đi. Rồi nó sẽ chỉ cho thằng khác. Thế thì khi mình ở lại trong Chúa, kín múc lấy sức mạnh, kín múc lấy tình yêu, kín múc lòng thương xót của Chúa thì mình mới có thể mà đi trao, đi chia sẻ, trao ban cho người khác được. Mới nói về lòng thương xót Chúa được. Vì tôi đã ác từng ngày, tôi suy gẫm, tôi cầu nguyện, tôi sờ, tôi đụng, tôi chạm đến lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến tôi. Cho nên mở miệng ra là tôi thấy về lòng thương xót Chúa rồi. Chúa Giêsu giống như cây nho, cần đến cành nho và cũng cần đến chúng ta là như vậy. Đối với chúng ta có vẻ táo bạo khi nói điều này, bởi vậy chúng ta tự hỏi rằng Chúa Giêsu cần chúng ta theo nghĩa nào? Người cần chứng ta của chúng ta. Thực sự Chúa, nếu mà nói rằng Chúa cần thì Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng vô biên, Chúa là đấng không hề thiếu bất cứ cái gì để gọi là cần cái gì cả. Nhưng Chúa cần chúng ta là cần những người đi làm chứng cho Chúa. Mình là đôi tay của Chúa, mình là đôi chân của Chúa. Tại vì Chúa sống trên trần gian này chỉ có 3 năm đi giảng đạo thôi. Chấm dứt cái việc rao giảng rồi. Qua mầu nhiệm nhập thể. Và bây giờ lệnh truyền đấy là các con hãy đi loan báo tin mừng. Chúa cần những con người mà đón nhận lời của Chúa. Như là Chúa nói Phô-xê-na là mỗi người Kitô hữu hãy là những người đi loan báo lòng thương xót của ta. Bằng bất cứ phương tiện nào còn thiếu sót thì ta sẽ bù đắp cho. Cho anh em chúng tôi làm và xác tín rằng là những thiếu sót của chúng tôi Chúa bù đắp. Có khi là một cách ngô nghê, là một cách nó vụng dại, là một cách không chuyên nghiệp ấy, nhưng mà lại là thật. Còn có khi làm nó chuyên nghiệp quá thì nó hóa ra là giả. Thấy không ạ? Thôi tôi nói anh em, Chúa ban cho nhiêu mình làm nhiêu. Chúa thấu lòng mình và chắc anh chị em khác cũng thấy được cái lòng thành của mình thôi. Cái lòng thành của mình thôi. Còn với những con mắt của những người khó tính, những người chuyên môn thì thôi, chúng tôi thành thật xin lỗi thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như là ra báo tin mà sắp sửa qua đời. Đội ngũ y sĩ, bác sĩ đã, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Ngài đã chút hơi thở cuối cùng làm tang lễ. Thế thôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như cành nho hoa trái chúng ta cần mang lại chính là làm chứng về đời sống Kitô hữu của mình. Sau khi Chúa Giêsu về trời với Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ cũng là nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục loan báo tin mừng bằng lời nói, bằng việc làm. Và làm việc này bằng cách làm chứng cho tình yêu của Chúa. Hoa trái được sinh ra chính là tình yêu. Hoa trái mà anh em mình làm tông đồ của lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chính là thể hiện lòng thương xót với người khác. Được gắn kết với Chúa Kitô, chúng ta nhận các ơn Chúa Thánh Thần. Và bằng cách này chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân, cho xã hội và cho giáo hội. Chúng ta nhận ra cây nhờ trái của nó. Chúng ta nhận ra cây nho nhờ trái của cây nho. Một đời sống Kitô hữu thật sự có thể làm chứng cho Chúa Kitô.
Một Kitô hữu giống như là một trái nho, thì người ta nhận ra cây nho. Người Kitô hữu mà sống đúng danh nghĩa của Kitô hữu thì ta sẽ nhận ra Chúa Kitô. Một tông đồ lòng thương xót, người ta sẽ nhận ra đây là tông đồ lòng thương xót khi mà họ thể hiện lòng thương xót đó với anh chị em của mình. Cho nên là trong tháng hoa này, tháng năm tháng kính Đức Mẹ, chúng tôi đem những bông hoa lòng thương xót đến. Thấy những cái bông hoa trắng này, để chữ I love you, con yêu mẹ, anh yêu em. Cái chữ I love you có thể nói với mọi người, như Chúa cũng nói với mình, ta yêu con. Và mình có thể nói với người khác, I love you. Tôi yêu anh, tôi yêu bạn, con yêu mẹ, vân vân. Thì những bông hoa trắng dâng lên cho mẹ, tấm lòng của mỗi đứa con, như là những đứa con mà mất mẹ, thì trong ngày của mẹ thì họ dâng những bông hoa trắng cài lên áo. Còn những người còn mẹ thì được hoa hồng cài lên áo của mình. Và trong tháng năm này chúng tôi đi thực hành lòng thương xót bằng cách đem những bông hoa hy sinh của anh chị em đóng góp ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, để đến với những người nghèo, những người khó khăn, những đồng bào dân tộc, với những người khuyết tật. Và khi làm công việc đó là đang làm chứng cho Chúa đấy. Đó, Chúa cần mình làm cái công việc đó đó. Và qua cái việc đó, qua hành động đó, người ta nhận biết rằng à, đây là những con cái của lòng Chúa thương xót đây. Tại sao họ đến họ thăm tôi? Tại sao họ đến họ tặng tôi? Tại sao họ đến họ quan tâm đến tôi? Tôi với họ đâu có tương quan gì đâu. Thế gian họ nghĩ như vậy, thế gian họ suy nghĩ như thế, và chỉ chơi, chỉ làm những gì có lợi cho họ và cho những người thân yêu của họ. Còn đối với mình thì không giới hạn ở trong chuyện là chỉ có anh em mình, nhóm mình, xóm mình, bà con với mình. Nhưng mà lòng thương xót đấy lan tỏa đến tất cả những người mà cần được thương xót. Đó là những Giê-xu mà đang cần chúng ta đấy. Chúa cần chúng ta là để cho chúng ta đến với những con người mà họ là hiện thân của Chúa. Cho anh chị em mình đi làm công việc bác ái suốt cả hơn 10 năm nay chưa bao giờ thiếu. Vì con cái của Chúa cần thì Chúa lại cho những người khác đem những món quà đến cho con cái của Chúa. Mình đâu có thiếu gì đâu. Cho nên chúng ta có thể làm điều này bằng cách nào? Đức Thánh Cha nói, nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được. Lời Chúa nói với chúng ta như vậy. Cuộc sống của chúng ta mang lại hoa trái tốt là nhờ vào cầu nguyện. Chúng ta có thể xin được suy nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, nhìn thế giới và mọi thứ bằng đôi mắt của Chúa. Xin Chúa cho mình có cái đó đi, thưa anh chị em. Có cái đó là sướng lắm. Suy nghĩ như Chúa, cầu nguyện và nhìn thế giới bằng đôi mắt của Chúa. Và như thế, yêu thương anh chị em của chúng ta bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất như Chúa đã làm. Yêu mến anh chị em của mình bắt đầu từ những người nghèo nhất, những người đau khổ nhất như Chúa đã làm. Và yêu thương họ bằng cả trái tim và mang đến cho thế giới những hoa trái của sự tốt lành, bác ái, hòa bình. Nói đến đây mình suy nghĩ lại coi. Tôi đến với người khác, đầu tiên là đến với ai? Những người giàu, họ có quyền, họ có chức, họ là đại gia, họ là những người mà có thế giá, họ là những người mà ngon lành. Sau đó, xa nhất là những người nghèo nhất, người khổ nhất, những người con này nó khó tính lắm, không bao giờ chơi với nó được. Mày là cuối cùng nó mới đến. Trong khi Chúa kêu mình đi ngược lại, cái đứa nghèo nhất, đau khổ nhất, tồi tệ nhất thì phải đến với nó trước tiên đó. Mà khi mình dám làm, dám mạnh dạn làm, thì thưa anh chị em, Chúa dám ra tay. Có dám làm không? Khi mà làm như vậy, có thể mình bị như là Phao-lô và Si-la đã bị đánh đòn, lột áo, đánh đòn và đánh như tử nữa. Anh ấy biết đánh như tử đánh sao rồi đó. Miếng xương đang cứng như vậy mà hầm nó như ra là cỡ nào, hầm bao nhiêu tiếng.
nó đang cứng cáp ngon khỏe mạnh người mà đánh đánh lúc mà nó nhừ, nó nhũn đánh như tử mà, gọi là sống dở chết dở. Và truyền cho viên cai ngục canh giữ cẩn thận, đánh như tử thì còn làm ăn được cái gì nữa mà còn sợ đến mức độ là canh giữ cẩn thận, là tống vào phòng giam sâu nhất mà còn lại còn cùm chân lại nữa, đánh như tử rồi lết đi không nổi mà sợ cái gì nữa mà nó còn sợ như vậy. Trên thế gian họ sợ như mình lắm, thì họ biết rằng là sức mạnh của những con người này là sức mạnh vô biên, sức mạnh phi thường. Khi anh em mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót vậy, cái sức mạnh nào mà anh em mình có thể làm được như vậy? Ngày anh em mình làm mười mấy tiếng chẳng hạn, ai mà làm được? Họ sợ là sợ cái sức mạnh bên trong, không biết cái sức mạnh nào, không biết cái quyền lực nào mà làm cho họ kiên trì được như vậy, làm cho họ mạnh mẽ được như vậy, không có sợ bất cứ cái gì. Nửa đêm Phao-lô và Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa, và các người tù nghe hai ông hát. Những con người có Chúa, Đức Thánh Cha nói là hoa trái đó. Hoa trái nó đã sinh ra thì trong tù nó cũng sinh ra. Anh em thấy không? Đã gắn bó được với Chúa thì ở chỗ nào mình có thể sinh ra hoa trái được. Cho nên khi mình đi làm loan truyền lòng Chúa thương xót, đi làm công việc mà loan báo lòng Chúa thương xót thì chỗ nào mình cũng loan báo được, chỗ nào cũng có thể sinh hoa trái được. Có khi vệ đường, có khi gầm cầu, có khi bến xe, bất cứ chỗ nào, bất cứ chỗ nào, ngay trong tù cũng vậy. Và khi người tù nghe hai ông hát như vậy thì đất động, nền móng nhà tù rung chuyển và các cửa mở toang, xiềng xích buộc tung ra hết. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở tung liền rút gươm tự tử, định tự tử vì tưởng rằng người tù đã trốn đi. Nếu sợ trách nhiệm, hoảng quá, đánh nó như tử, xiềng chân vào chỗ sâu nhất rồi mà bây giờ một cái hiện tượng là như là động đất, xiềng xích rớt hết, cửa tù mở tung thì chắc chắn là người tù phải chạy thôi, mà hai thằng giặc đó chắc nó chạy mất rồi. Rút gươm định tự tử vì điều là sợ trách nhiệm. Sợ trách nhiệm đã lệnh nha, hai anh tù này mà thoát là mày đến mạng á, cho nên ông ấy sợ trách nhiệm của ông ấy. Nhưng Phao-lô lên tiếng bảo rằng: ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Anh chị em nghĩ thử coi, trong thế giới này có nhà tù nào mà cửa tù nó mở toang mà các tù nhân còn cả đây không? Vừa nó hé cái là nó chạy, hé cái là nó chạy, nó leo rào nó chạy ngay chứ làm gì mà còn cả đây. Cho nên cái việc của Chúa nó đã làm nó cứ ngược với con người, ngược với suy tính của con người. Con người nghĩ rằng là cửa tù mở thì tù nhân nó sẽ chạy, cho nên sợ quá tự tử để trốn tránh trách nhiệm. Còn Phao-lô bảo: chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục lấy đèn nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân Phao-lô và Si-la và đưa hai ông ra ngoài. Thưa ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Phải làm gì để được cứu độ? Và câu trả lời là: tin vào Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Cho nên muốn được cứu độ chỉ có một duy nhất là tin, và tin thì được cứu. Muốn được cứu thì phải tin, và tin thì được cứu. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Mà cái niềm tin ấy phải diễn tả ra bằng hành động của mình. Và hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Chúng ta thấy không? Hoa trái có thể sinh ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên bạn nói là con đang uống cà phê rồi con, bạn ấy đến rồi hỏi thăm rồi kể chuyện, rồi đưa cái máy cho anh nghe. Tôi nói các anh em của chúng tôi đi lúc nào cũng để mấy cái máy sẵn trong túi trong xe là như vậy. Bất cứ lúc nào ra bến xe, bất cứ lúc nào gặp người ta hỏi, người ta nói chuyện giới thiệu là mình có thể đưa tặng cho người ta liền. Lúc nào cũng thủ vậy, trong xe lúc nào phải có. Vì ở đây ngay trong tù, hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Đáng lý ra là mình nghĩ thử coi, mình đang ở trong bị tù như vậy mà cửa tù nó mở thì phải nghĩ đến bản thân mình trước, phải không? Lo mà giọt, lo mà trốn, lo thế này thế kia, lo mà được tự do ấy. Đây không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là rao giảng lời Chúa. Ngay trong ngục thì hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà hai ông ấy. Ta thấy đó, người mà có máu loan báo tin mừng phải là như vậy.
Mình phụ trách loan báo tin mừng mà chẳng bao giờ loan báo tin mừng, mà toàn là súng ngược với lại cái tin mừng không thì làm sao mà loan báo được. Đừng có chỉ có lấy cái chức, lấy cái danh là loan báo tin mừng, không nghĩa lý gì. Làm đi, sống đi, cho tôi thấy anh loan báo như thế nào bằng đời sống của anh á, chứ phải bằng cái danh sách. Danh sách anh có bao... tôi làm danh sách bao nhiêu trả được. Danh sách thì bây giờ quá dễ mà, lấy máy vi tính mấy hồi. Muốn làm tôi, báo cáo cộng đoàn tôi có bao nhiêu người theo đạo tôi làm được, dễ mà. Muốn báo cáo cái có bao nhiêu người rửa tội, bao nhiêu người ấy, mà thử có nếu anh nói rằng là cộng đoàn của anh năm nay có thêm 50 người được rửa tội, cái danh sách đâu, tên họ đâu, anh đưa đến đây cho tôi coi họ thực sự là những người được rửa tội hay chỉ là cái danh sách anh tưởng tượng ra. Anh chứng đi, anh cho tôi thấy đi. Đấy nè, follow nè. Ngay lúc đó thì mọi người trong nhà ông ấy, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người trong nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà chọn bàn ăn, ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào Thiên Chúa. Rõ ràng người ta dám sống chết cho cái niềm tin của họ, dám loan báo tin mừng lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Lúc mà được tự do thì không lo cho cái bản thân mình mà vẫn lo loan báo tin mừng và dạy giáo lý ngay tại đó. Dạy giáo lý ngay tại đó và rửa tội cho họ. Người nào rửa tội rõ người đó, chứ không phải chỉ rửa tội trên danh sách rồi báo cáo. Mà có thấy ai được rửa tội đâu mà báo cáo. Báo cáo để làm cái gì? Đó, cho nên khi mình đọc lời Chúa mình mới thấy rằng là các tông đồ ngày xưa họ làm như thế. Mà tại sao bây giờ mình tiếp tục công việc loan báo tin mừng mà lại làm theo kiểu khác là sao? Theo kiểu chứng đành giấy là sao? Theo kiểu chứng danh sách là sao? Mà những người dân chưa bao giờ được đến thăm thì lấy đâu mà có danh sách? Họ chưa được đến thăm bao giờ, chưa đến hỏi thăm họ, chưa quan tâm đến họ, thì danh sách lấy ở đâu? Vì thế mà Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng là bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy ra đi thì Đấng ấy sẽ đến với anh em. Đấng bảo trợ ấy là ai? Chúa Giê-xu về trời thì ai xuống? Chúa Thánh Thần xuống. Chúa Thánh Thần là thần chân lý, là sự thật. Đấng ấy sẽ đến và làm chứng cho sự thật. Và những người đón nhận Chúa Thánh Thần phải là những người sống sự thật, nói sự thật, làm sự thật. Đừng có làm láo báo cáo hay. Đừng có nói một đàng làm một nẻo. Đừng có loan báo tin mừng mà lại là phản chứng tin mừng bằng những cái lời nói không đi đôi với việc làm của mình. Cho nên khi mà các tông đồ buồn sầu vì Thầy sắp ra đi rồi, không còn hiện diện thầy lý để các ông có thể cầm nắm nghe chặn như là tôi với anh chị em đang nhìn đến đây. Đi là buồn thôi, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Rồi cái gì đó, người đi thì coi như là mất cả cuộc đời của tôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng Thầy phải ra đi. Đi thì Đấng bảo trợ mới đến. Phải chấp nhận một cái sự đứt đoạn, chấp nhận một cái sự đau khổ, chấp nhận một cái hy sinh nào đó, chấp nhận một cái mất mát về vấn đề là cảm xúc, cảm giác, cảm nghĩ của mình. Cũng giống như là người mẹ chẳng hạn,
cho đứa con của mình đi du học. Tôi có đứa cháu, mẹ nó cho nó đi du học. Nói việc em có mỗi thằng con trai thì sao giờ? Bảo bây giờ phải, em phải suy nghĩ thôi, phải chấp nhận thôi. Bây giờ nếu mà cứ thương nó mà cứ ngồi cho nó ở nhà rồi thì cứ mẹ hát con khen hay rồi cứ vui vẻ với nhau thì chỉ là cảm xúc cảm tình thôi. Tương lai nó không có. Còn bây giờ chấp nhận nó đi thì có một sự xa cách. Và mong nó ngày về thì nó học hành, nó thành tài, nó trở về. Phải chấp nhận như vậy thôi. Cũng giống như anh chị em mình có khối u chẳng hạn, thì bắt chấp nhận là phải cắt cái khối u đi thôi. Mà khi cắt thì nó đau. Có người có cái dầm. Hồi đó chúng tôi có mấy cái bông mà có những cái gai. Mà dầm nó đâm vô. Đâm vô bây giờ mình phải chấp nhận là phải nặn cái máu nó ra. Lấy được cái gai nó ra thì nó mới hết. Mà lúc lấy thì đau lắm. Có người sợ không lấy gai nhưng mà để nó, mai bữa sau nó sưng lên. Thấy không? Gai nó vẫn còn nằm trong này. Mà chỉ lấy dầu bôi bôi không ăn thua. Phải chấp nhận bóp mạnh vào. Lấy kim cho nó. Dịch cái gai nó ra. Nó đau rồi nó mới hết. Thế thì trong cuộc sống này, cái gì cũng phải chấp nhận, có cái giá phải trả của nó. Mất cái này thì mới được cái kia. Mình muốn bắt cả hai tay. Thưa cha, bảo sao? Có cách nào vừa được lời lãi cả thế gian mà lại rỗi linh hồn không? Chúa bảo, tao cũng chịu. Chúa nói Faustina rằng, mặc dù Chúa là đấng vô cùng gọi là sáng suốt, thông minh, thượng trí, nhưng mà chúng không còn nghĩ được cái cách nào có thể cứu độ trần gian mà không cần phải hy sinh mạng sống của Chúa. Không có, Chúa không nghĩ được cách nào. Đó là cách tối ưu, tối hảo nhất, là yêu mà đến hy sinh chính mạng sống vì người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Mà ý của Chúa Cha là muốn Chúa Giêsu đến trần gian này, hiến mạng sống này để chuộc, để đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại. Và chỉ có cách đó duy nhất thì mới tỏ hiện ra rằng Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót. Còn nếu mà dùng quyền lực này, ra ngoài, đi ra, dẹp hết, không còn ai cả, thì dễ rồi. Tuyển mới vào dễ rồi. Nhưng mà làm sao mà để như thế này nè. Như thằng, xin lỗi anh chị, bảo là đầu trâu mặt ngựa đá cá lăn dưa này, nó vẫn còn ở đây mà nó được hoán cải, nó được cứu, không mất đứa nào nó mới là hay. Mà muốn vậy thì chỉ có cách là ta hy sinh mạng sống của ta để cho ngươi thấy được tình yêu của ta và ngươi hoán cải. Chứ không dùng súng, đứng lên, quỳ xuống, nằm ra, không thua gì cả. Vậy thì cái gì cũng phải có cái giá của nó. Xin Chúa cho mỗi người thấy được rằng là Chúa yêu thương con, và Chúa mời gọi con đến với Chúa, ở lại với Chúa. Và ra đi sinh ra hoa trái thì chấp nhận phải có những hy sinh, có những mất mát, có những thiệt thòi. Và đón nhận được hoa trái của Thánh Thần, con sống ở trong sự thật để làm chứng cho sự thật. Một cuộc sống chân thật, một cuộc sống trung thực, một cuộc sống thành thật. Đó là cuộc sống làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen. Lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Dạy kia lòng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Nhiều khi con đến với Chúa, tâm tư vẫn còn nghi ngại. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy? Lòng thương xót của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ân cần.